Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Liệu nhân quyền ở Việt Nam có được cải thiện qua chuyến thăm của Tổng thống Biden? Ngày 30 tháng 8, báo đất Việt có bài Phạm Đoan Trang được cho đi Mỹ làm quà cho chuyến thăm của Biden của luật sư Lê Quốc Quân. Luật sư cho biết, kể từ những năm 1990, trong các cuộc đàm phán về quan hệ Việt-Mỹ, vấn đề nhân quyền luôn được nhắc tới Thông thường, trước khi có một sự kiện hợp tác lớn hoặc chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao, phía Việt Nam đều thả một vài tù nhân lương tâm để coi như là một món quà nhỏ. Tuy nhiên, thông lệ đó gần đây không còn được lặp lại một cách xứng đáng. Và đây là hình bài trên báo Đất Việt. Luật sư nêu giả thuyết, quà của Việt Nam cho cuộc gặp lần này, nếu có, chỉ là một tù nhân lương tâm nào đó, có thể là Phạm Đoan Trang được thả, hoặc ai đó được đi ra nước ngoài. Tuy nhiên, luật sư nhắc nhở, cần phải nhớ rằng Việt Nam có thể thả một người và sau đó bắt lại hai đến ba người. Ví dụ như thời điểm của Anthony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ đi thăm Việt Nam, gia đình chị Phạm Thanh Nghiên được lên đường đi Mỹ, nhưng chỉ trước đó một đến hai ngày, YouTuber Thái Văn Đường bị mất tích tại Thái Lan và sau đó xuất hiện ở nhà giam Việt Nam và bị truy tố theo điều 117 Bộ luật hình sự. Luật sư nhận xét, những tuyên bố về nhân quyền trong các chuyến thăm cũng không còn được mạnh mẽ. Các nhân viên đại sứ quán trước đây thường công khai gặp gỡ và chụp hình chung với những nhân vật bất đồng chính kiến, nhưng gần đây họ ưa thích một buổi ăn trưa riêng tư nhằm tìm hiểu thông tin và tìm cách an ủi hơn là sự khích lệ. Danh sách khách mời trong những dịp như quốc khánh hoặc kỷ niệm lớn của các quốc gia phương Tây đã hướng về những nhân vật ít nhạy cảm hơn đối với chính quyền Việt Nam. Luật sư lấy dẫn chứng trong chuyến đi thăm của ông Obama, Việt Nam chỉ chấp nhận một cuộc gặp gỡ với những người ôn hòa thuộc xã hội dân sự, nhưng cuối cùng những người Việt Nam không muốn cho gặp cũng không thể đến gặp. Tuy nhượng bộ như vậy, nhưng rồi các nhóm xã hội dân sự cũng dần dần bị bắt hết mà ngôn ngữ ngoại giao về những vi phạm này vẫn không được cất lên rõ ràng. Ngay trong chuyến đi của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bà Kalama Harris vào năm 2021, bà đã lòng vòng về vấn đề nhân quyền khi các nhà báo đặt câu hỏi. Luật sư cho rằng Mỹ có thể giảm nhẹ hoặc lờ đi những vấn đề nhân quyền với Việt Nam để sát cánh hơn nữa với Việt Nam trong một tầm cao quan hệ mới. Và đây là hình nhà báo, nhà hoạt động nổi tiếng, tù nhân lương tâm Phạm Đoàn Trang. Tuy nhiên, nếu như Hoa Kỳ rời bỏ những giá trị cốt lõi của mình, thì người dân và ngay cả một số lãnh đạo của Việt Nam cũng sẽ đánh giá thấp, thậm chí gia tăng sự nghi ngờ với chính quyền Hoa Kỳ. Bởi họ nghĩ điều cốt lõi mà các ông vẫn có thể bỏ qua thì cũng có thể hy sinh những cam kết của mình bất cứ lúc nào. Luật sư chua xót nói thẳng rằng không có những bước tiến nào về nhân quyền trước, trong và sau chuyến đi của Tổng thống Biden. Cấp quan hệ ngoại giao, đối tác chiến lược nếu được xác lập qua tuyên bố chung của hai lãnh đạo có thể có một số câu kiểu như chúng tôi cho rằng quyền con người là cần thiết để phát huy tiềm năng của người dân Việt Nam. Nếu có yêu cầu, Việt Nam tuân thủ các điều ước quốc tế về nhân quyền thì đồng thời cũng khẳng định rằng Mỹ tôn trọng chế độ chính trị và sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam. Còn việc đi xa hơn như đòi hỏi Việt Nam thay đổi luật pháp, bãi bỏ Điều 109, Điều 117 hay 331 trong Bộ Luật Hình Sự, công nhận xã hội dân sự và công đoàn độc lập là điều bất khả thi. Thậm chí, một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với các tổ chức xã hội dân sự độc lập kiểu thời obama cũng khó có khả năng xảy ra hoặc toàn gặp người của nhà nước luật sư bình luận thêm những đòi hỏi về việc trừng phạt cấm vận hoặc bắt giữ đối với các cá nhân quan chức bộ công an việt nam vi phạm nhân quyền chỉ là những gợi ý trên lý thuyết của các nghị sĩ hoặc tổ chức nhân quyền dự luật nhân quyền cho việt nam HA3172 vẫn sẽ nằm chờ ở đâu đó trên bàn làm việc của các dân biểu lưỡng đảng cho đến tận sau chuyến đi rất lâu và rất khó thành luật. Về đường dài, việc gắn kết gần gũi hơn với Hoa Kỳ và các nước phương Tây có thể tạo nên được những nhận thức mới của lãnh đạo đảng Cộng sản. Họ sẽ thấy rằng Mỹ và các nước phương Tây quan tâm đến an ninh khu vực và sự thịnh vượng chung chứ không phải là một âm mưu dùng lá bài nhân quyền để lật đổ chính quyền cộng sản như họ thường tự nghĩ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Liệu nhân quyền ở Việt Nam có được cải thiện qua chuyến thăm của tổng thống Biden hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đâu đó vẫn còn cái đói và nạn mù chữ. Ngày 29 tháng 8, tác giả Thành Lê có bài Không còn nạn đói, nhưng đói vài tháng mỗi năm đăng trên một kênh truyền thông quốc tế tiếng Việt. Theo tác giả, việc xóa đói hiện nay diễn ra đều đều, mỗi năm ít nhất khoảng 3 tháng, với đều đều khoảng trên dưới 10 tỉnh thành trong cả nước suốt hàng chục năm nay. Tác giả liệt kê một loạt dẫn chứng lấy ngẫu nhiên từ báo chí trong nước. Theo đó, tháng Giêng năm 2023, xuất cấp hơn 1.300 tấn gạo hỗ trợ dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đáng Quý Mão năm 2023 ở tỉnh Nghệ An. Ngày 14 tháng 3 năm 2023, phát gạo cứu đói, giáp hạt trên địa bàn xã Cao Lâu thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với 281 nhân khẩu cấp 15 kg gạo mỗi người. Đầu năm 2023, cấp hơn 181 tấn gạo hỗ trợ nhân dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết nguyên đáng quý mão và giáp hạt đầu năm 2023 ở Con Tum. Và đây là hình bài bình trên AFA tiếng Việt. Tác giả cho biết, cứu đói thời điểm Tết nguyên đáng và giáp hạt là hoạt động thường xuyên của chính phủ do Cục Dự trữ Nhà nước thực hiện theo đơn xin của Ủy ban Nhân dân các tỉnh được chính phủ duyệt. Tác giả nhớ rằng trong một cuộc họp báo cuối năm cách đây khoảng 10 năm, đại diện chính phủ tỏ ra rất bực bội vì có quá nhiều tỉnh xin gạo cứu đói dịp Tết. Trong đó có những tỉnh khấm khá. Sau cuộc họp và truyền thông, một số tỉnh xin rút. Tác giả đặt câu hỏi vì sao có những tỉnh luôn luôn hàng năm phải cứu đói? Dễ thấy hầu hết đó là những tỉnh miền núi phía Bắc nơi điều kiện canh tác nông nghiệp rất khó khăn. Những ruộng bậc thang đẹp tuyệt vời, nhưng từng bậc thang, ruộng nhỏ xíu chỉ trồng được rất ít lúa, mà tưới tiêu, bón phân cho ruộng đất vất vả. Tác giả phân tích, có lẽ do cả điều kiện sống, lẫn văn hóa, tập quán, các dân tộc ít người sinh sống trên vùng núi cao, hiếm người có thói quen làm lụng, tính toán và dành dụm thêm vào đó chính sách bảo trợ cho dân tộc ít người từ năm đến 70 chục năm nay của việt nam khiến không ít đồng bào dân tộc ít người quen với việc hễ đói thì sẽ được nhà nước phát gạo không có nhà cửa thì nhà nước làm cho ở nhà nước cho gia súc đồng bào nuôi đẻ được con thì đồng bào hưởng nhưng lại có không ít đồng bào nhận con trâu con bò về thì chỉ biết buộc dây cho quanh quẩn một xó không biết dắt đi ăn cũng không biết cắt cỏ về cho ăn ban ngày bụng đói ban đêm nằm không không chuồng trại không che chắn gió lạnh không phun mũi nhiều con gia súc chỉ bị mũi rừng chích mà lăn ra chết chết cũng không sao nhà nước lại cấp hoặc có các mạnh thường quân trên miền núi cứ vì vậy mà nghèo đói triền miên tác giả nhận xét ngay tại các đô thị lớn cũng không thiếu người nghèo Tuy nhiên, đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên, nhất là Tây Bắc thì còn được xếp vào loại nghèo sâu, nghèo kinh niên, luôn đứng trước nguy cơ tái nghèo. Và đây là hình báo cáo của UNICEF về nạn đói và suy dinh dưỡng ở Việt Nam trong năm 2023. Tác giả kể về một lớp học tình thương miễn phí ở Sài Gòn với những người lớn tuổi từ 18 đến trên 30 vào năm 2020. Tất cả họ đều mù chữ, lúc đó mới bắt đầu học. Những chữ cái đầu tiên, lần đầu tiên trong đời được tập cầm cây viết. Hoàn cảnh họ khá giống nhau, còn nhỏ thì nhà nghèo hoặc ham chơi, cha mẹ không khuyến khích đi học. Lớn lên chút, bận lăn vào đời sống, nên cứ vậy mà mù chữ cho tới giờ. Tác giả tiếp tục kể về một trường học phổ thông Tại một vùng núi phía Bắc, với các em bé người Thái và Mông đang học lớp 5. Tuy sách giáo khoa các em dùng là dành riêng cho các dân tộc thiểu số, nhưng bài luận lại viết về một buổi đi chơi phố của em bé thành thị với nhiều từ ngữ khá khó với trình độ tiếng Việt của các bé trong lớp. Sau buổi học, tác giả cầm sách nhờ các bé tự đọc lại. Lần đọc này Chúng đọc lỡm bẩm rất nhiều từ và dấu bị đọc sai, không còn giống lúc chúng lặp lại theo giáo viên. Nhưng sai ở đâu, chúng cũng không biết. Nhưng đến cuối năm, tất cả bọn trẻ con đều lên lớp, và từ đó vẫn theo tác giả bắt đầu một vòng tròn không lối thoát. Càng lên lớp cao, bài học tiếng Việt càng khó, sức tiếp thu của bọn trẻ càng kém. Càng học càng không hiểu, chúng bắt đầu sinh chán nản và muốn bỏ học tác giả nhận định trẻ em người kinh có thời gian sử dụng tiếng việt với gia đình hàng xóm bạn bè và qua tv báo đài internet nhưng trẻ em dân tộc thiểu số miền núi hoàn toàn không có điều kiện này bọn trẻ chỉ có vài tiếng cho một buổi học để trao đổi bằng tiếng việt với thầy cô thời gian đó không thể giúp chúng thành thạo tiếng việt ở mức độ chuẩn của từng cấp lớp khi bọn trẻ không tiếp tục đi học Đồng thời vẫn tiếp tục sống trong môi trường khu trú, không giao tiếp nhiều với cộng đồng phổ thông, khả năng tái mù chữ rất cao. Cho đến nay, tác giả cho biết thêm, tại hầu như tất cả các địa phương vẫn còn hoạt động xóa mù chữ chính thức của nhà nước, bên cạnh đó là rất nhiều các lớp học tình thương của vô số tổ chức xã hội dân sự, người dân và các tổ chức tôn giáo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình đâu đó vẫn còn cái đói và nạn mù chữ xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới